Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay em lại lên một em bình Cutani đây mọi người. Em bình Cutani men dạn. Em này thì khá là lâu đời rồi. Vẽ này là vẽ hoa mọi người. Vẽ hoa vào cái cánh hoa, lá hoa hay sao. Nói chung đại loại cái này là hoa đây mọi người. Bình này thì khá là lâu đời rồi. Men men dạn, mỏng men. Rất là đẹp luôn, men rất là mỏng, bình này mỏng không dày, họa tiết thì là nó chỉ có vậy như này thôi mọi người ạ. Đấy. Mình quay đều vẽ kín bình luôn đấy mọi người nhá. Em Cutani miệng siêu nhỏ, rất giống dáng kiểu hút lập. Đấy. Miệng nó 10,5 mọi người nhá. Miệng 10,5. Chiều cao của em nó là 30 mọi người. Đây. Khoảng 30. Chiều cao khoảng 31 mọi người. 30 hoặc 31. Bụng. Bụng của em nó là 81 mọi người nhá. Bụng 81. Chuyện ký đầy đủ Cutani. Hàng này thì cũng khá lâu rồi đấy. Theo mắt mình nhìn thì cái này cũng khá là lâu rồi mọi người. Ở trên cổ này nó có một chút bạc bạc màu đi rồi mọi người. Ở trên miệng bình này cái vàng nó có đôi chút bạc rồi mọi người nhá. Họa tiết vẽ tay luôn mọi người. Quay vào những cái chấm chấm này, chấm nó không được đều nhau. Đấy. Họa tiết vẽ tay bình này cũng xứng đáng để mọi người sưu tầm đấy mọi người ạ. Mọi người ai mà muốn mua em bình này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962949668 mọi người nhá. Đó. Rồi mình xin phép mình kết thúc video nha mọi người nhá. Rồi mình xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.